Kim Duyên đi thì Miss Supreme National cũng nhàn, sáng ngủ đến 8 giờ, chiều lại tung tăng đi shopping, chẳng bù cho thời đi thi Miss Universe. Nói chung là mình thấy đi thi hoa hậu cũng nhàn. Ví dụ như ngày hôm nay thì mình được ngủ đến 8 giờ sáng, xong rồi ăn sáng từ 8 giờ đến 9 rưỡi. Sau đó mình được đi đến shopping mall và có 4 tiếng để shopping. Xong sau đó là quay về ăn trưa và bây giờ thì lại được nghỉ ngơi tiếp. Nói chung là lâu thì đúng được một ngày rất là chill như thế này. Á hậu Kim Duyên đang có hành trình dự thi Hoa hậu siêu quốc gia Miss Supreme National 2022 tại Ba Lan. Cô đã được trang bị khá đầy đủ những yếu tố và kỹ năng cần thiết để chinh chiến tại đấu trường nhan sắc, nằm trong top 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Trên trang cá nhân, Kim Duyên chia sẻ một đoạn clip kể về một ngày của cô tại cuộc thi. Cô nàng cho biết đi thi Hoa hậu cũng nhàn, dường như nàng hậu được bùng xóa một ngày và vô cùng hứng thú với nó. Theo như lịch trình dày đặc mà Kim Duyên chia sẻ, thì cô nàng sáng thức dậy lúc 8 giờ, sau đó đi ăn sáng đến 9 giờ. Thậm chí cô nàng còn được ban tổ chức sắp xếp cho 4 tiếng đi shopping. Sau khi mua sắm xong, lại tiếp tục quay về ăn trưa và lại nghỉ ngơi. Thì hoa hậu mà nhàn vậy thì chắc ai cũng muốn tham gia. Kim Duyên tham gia hai cuộc thi quốc tế, nên dân tình cũng nhớ rằng trước khi tham gia Miss Universe, cô nàng còn không có thời gian để ngủ vì lịch trình kín từ sáng đến tối. Mỗi ngày cô đều phải thức dậy lúc 4-5 giờ sáng để make up, để kịp theo chương trình của ban tổ chức. Có vẻ như lần này nàng hậu đã có kinh nghiệm nhiều hơn và chủ động hơn nhiều nên trong quá trình tham gia cuộc thi, người đẹp chuẩn bị mọi thứ khá gọn gàng và ít cập dập hơn. Hơn nữa Kim Duyên cũng đã thể hiện triệt để điểm mạnh của mình, từ khả năng giao tiếp tiếng Anh đã hoàn thiện hơn, tự nhiên hơn. I will join the competition in the winter. I cannot like adapt with that. But now Poland really treat me well. The weather, everything is so nice. And even especially like right now we live in the resort. Really beautiful. Kỹ năng catwalk cũng có thần thái nổi trội hơn các thí sinh còn lại. Với sự thể hiện của Kim Duyên, ta có quyền hy vọng lần này nàng hậu sẽ đem về thứ hạng cao cho Việt Nam. Kim Duyên cũng giữ mối quan hệ rất tốt với các thí sinh trong cuộc thi, điển hình như với Miss Supreme National Thái Lan. Trong một livestream, có fan Việt đã vào bình luận câu đùa tiếng lóng của Việt Nam. Cô đã nhờ Kim Duyên đang ngồi bên cạnh dịch hộ. Kim Duyên cũng nhiệt tình vừa dịch vừa giải thích ý nghĩa. Nhưng đến khi nàng hậu Thái áp dụng thì Kim Duyên lại ngăn lại, khiến fan thích thú cười ra nước mắt. What is it? Dầm khăm. Dầm khăm. Isn't it like sexy? Dầm khăm. No, no. No. Trước đó, cô nàng cũng được truyền thông quốc tế phỏng vấn và cô nàng đã tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh mà không hề ngại ngùng hay lúng túng. Nàng Á hậu đến từ Cần Thơ đã lưu loát chia sẻ về thông điệp mà cô mang đến cuộc thi cũng như những điều thú vị tại Việt Nam. Trong đoạn clip, Kim Duyên chia sẻ về vấn đề hình ảnh mà cô muốn mọi người biết đến khi tham gia cuộc thi này là: Tôi muốn mọi người biết đến tôi là một người có hình ảnh đẹp, có tác động mạnh mẽ đến người khác, đặc biệt là các cô gái trẻ. Hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của giáo dục, tôi là người vận động mạnh mẽ vì giáo dục cho trẻ em. Đặc biệt là phần nói về đất nước Việt Nam, nàng Á hậu đã không ngần ngại giới thiệu quê hương của cô, đó chính là thành phố Cần Thơ. Kim Duyên đã rất tự hào khi chia sẻ về những nét đẹp của miền Tây sông nước, những phiên chợ nổi trên sông rất độc đáo. Với kinh nghiệm là Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2019, top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021, người đẹp Cần Thơ được công chúng kỳ vọng rất nhiều tại lần xuất ngoại này. Trước khi lên đường sang Ba Lan để dự thi, cô cũng được trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết để chinh chiến một cách tốt nhất. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!